Rồi, trước giờ là những cái kiểu dữ liệu cơ bản của C như là in, như là float, character, rồi double, đó là những kiểu dữ liệu cơ bản. Nhưng mà trên thực tế á, thì dữ liệu của mình không phải chỉ có những cái số nguyên, những cái số thực và những ký tự không, mà nó có rất nhiều đa dạng, cho nên người ta mới dùng những kiểu dữ liệu cơ bản này nè để người ta diễn tả một cái kiểu dữ liệu mới. Ví dụ như bây giờ để lưu trữ thông tin của một sinh viên, thì thông tin một sinh viên thì gồm có mã sinh viên, họ tên sinh viên, ngày sinh, vân vân. Đó, cho nên mới tạo một kiểu dữ liệu mới mà nó tập hợp những kiểu dữ liệu cơ bản, thì cái đó gọi là kiểu dữ liệu cấu trúc thôi. Quy ước để tạo một kiểu dữ liệu mới viết như thế này: ngôn ngữ lập trình là quy ước. Stack, cô đặt tên kiểu dữ liệu là sinh viên. Hồi trước giờ là mình kiểu dữ liệu là in, float, character, vân vân, đúng không? Bây giờ cô đặt tên một kiểu dữ liệu của cô là sinh viên, và stat là từ khóa, còn cái này là tên kiểu dữ liệu cô đặt, giả sử SV đi cho nó gọn. Rồi quy ước mở ngoặc nhọn, nếu mình mở ngoặc nhọn đây thì dưới này nó có chấm phẩy luôn, đừng đỡ phải quên. Còn nếu mình bỏ ngoặc nhọn ở dưới này thì mình phải bắt buộc mình phải đóng đóng ngoặc nhọn và chấm phẩy ở chỗ này ha. Quy ước là khai báo một kiểu dữ định nghĩa một kiểu dữ liệu mới bằng từ khóa state, tên kiểu dữ liệu mới, và mở ngoặc nhọn, đóng ngoặc nhọn, chấm phẩy. Cho nên cô thường bỏ ngoặc nhọn ở trên ha, thì tự động nó sẽ có chấm phẩy dưới, cô đỡ quên. Kiểu dữ liệu mới của cô gồm, giả sử như nó gồm 3 thành phần là mã sinh viên. Mã sinh viên là chuỗi, chuỗi thì khai báo chuỗi là một mảng một chiều mà các phần tử nó là một character, mã sinh viên, mã thôi. Và nó mã sinh viên nó khoảng 10 ký tự, 9 ký tự, thì đây cô khai báo 10 phần tử. Đây được gọi là chuỗi, chuỗi là mảng một chiều mà mỗi phần tử nó là một character. Vừa rồi mình mảng một chiều mà mỗi phần tử là số nguyên thôi ha. Rồi vậy chuỗi cũng đơn giản thôi, tại vì nhiều cái từ, nhiều cái khái niệm mới quá, đôi ra nhiều khi mình mới học thì mình bối rối. Nhưng chuỗi là mảng một chiều mà mỗi phần tử là một character thôi. Vừa rồi mình học mảng một chiều, mình làm bài thực hành đó, mảng một chiều mà mỗi phần tử là một số nguyên, mảng một chiều mỗi phần tử là một số thực. Bây giờ mảng một chiều mỗi phần tử là một character. Character thực chất nó là một số nguyên, một byte, nó chứa cái mã ASCII của cái ký tự đó. Cho nên character gọi là ký tự cũng được, in ra dưới dạng số cũng được, dưới dạng ký tự cũng được ha. Nếu mình khai báo mảng một chiều 10 phần tử thì mình chỉ nhập vô được tối đa 9 ký tự thôi, tại vì nó quy ước cái chuỗi được kết thúc bằng null ha. Cho nên ví dụ mình muốn chứa một cái họ tên mà khoảng 30 ký tự thì mình phải khai báo cái mảng cái chuỗi nó 31 ký tự ha. Rồi đó là mã sinh viên. Rồi họ tên cũng là chuỗi, character họ tên chuỗi nó khoảng cho nó khoảng, giả sử mình nhập vô dữ liệu ít thôi, khoảng 20 ký tự thôi, thì đây 21 đó. Rồi lớp, rồi điểm, điểm nó là số nguyên, số thực, float điểm. Vậy thì cô đã khai báo, cô đã định nghĩa một kiểu dữ liệu mới tên là SV, gồm 3 thành phần: mã
họ tên, điểm, và mỗi thành phần có kiểu dữ liệu như thế này. Mã là chuỗi, họ tên là chuỗi, điểm là số thực ha. Rồi nếu mình khai báo một biến kiểu dữ liệu là in thì in tên biến x, đúng không? X là cái gì đó. Vậy thì hệ điều hành cung cấp cho mình một cái vùng nhớ để chứa đủ một số nguyên, và vùng nhớ đó đặt tên là x. Bây giờ nếu cô muốn khai báo một biến kiểu dữ liệu là SV thì cũng tương tự như vậy. SV, rồi, sinh viên A ha, hoặc cô khai báo tương tự như thế này, sinh viên Y chẳng hạn, thì đây biến Y kiểu dữ liệu là SV. Khi cô khai báo như thế này thì hệ điều hành cấp cho cô một vùng nhớ để cô lưu trữ đủ ba cái này ha. Không chắc chắn là nó bằng ở đây 10, ở đây 21, ở đây là 4 đâu, mà nó cung cấp cho mình một vùng nhớ để mình lưu trữ đủ ba thành phần này đó. Rồi để nhập dữ liệu cho sinh viên Y ha, để nhập dữ liệu cho sinh viên Y thì gọi một thành phần nó bằng cách nào? Cô nhập dữ liệu cho sinh viên Y nè ha, thì đầu tiên cô nhập mã sinh viên, nhắc người ta printf nhập mã sinh viên. Mã sinh viên thì không có khoảng trắng cho nên cô có thể dùng scanf nhập vô cho chuỗi, thì đặt tả là phần trăm s, nhập vào đâu? Nhập vào địa chỉ của mã. Thực ra thì ở đây, nhưng mà ở đây là cô nhập vào cho sinh viên Y, thì sinh viên Y cái biến sinh viên này nó có ba thành phần, cho nên để gọi một thành phần cô phải tên biến chấm tên thành phần Y chấm mã, địa chỉ của Y chấm mã. Rồi để nhập họ tên thì cô cũng nhắc người ta bằng printf xuất ra màn hình. Nhập họ tên, họ tên thì có khoảng trắng cho nên hàm scanf nhập chuỗi vô thì không có khoảng trắng. Bây giờ để nhập chuỗi có khoảng trắng thì mình dùng hàm get s, nhập vô đâu? Nhập vô họ y chấm họ tên. Để gọi một thành phần thì tên biến chấm tên thành phần ht ha. Nhưng mà nếu mà nhập số thì không có vấn đề gì hết á, còn nhập chuỗi hoặc nhập ký tự thì phải xóa vùng nhớ đệm bàn phím trước khi nhập tiếp. Chỗ này nè, cái này cô nhập lần đầu tiên thì không sao, nhưng nhập lần hai trong vùng nhớ đệm bàn phím khi cô nhập cái này nè nó vẫn còn, cho nên trước khi nhập cái thứ hai mà chuỗi hoặc ký tự cô phải xóa vùng đệm bàn phím bằng lệnh std in ha. Xóa vùng đệm bàn phím trước khi nhập cái này chứ không thôi là nó cho qua đó. Có thể nhập get s thì làm sao, nhưng mà nên xóa vùng đệm bàn phím trước khi nhập chuỗi hoặc ký tự nếu trước đó mình đã có nhập cái gì đó rồi. Rồi bây giờ đến điểm thì cô cũng nhắc người ta printf, nhắc người ta nhập điểm trên màn hình. Và điểm thì cô dùng scanf để cô nhập vô. Số thực đặt tả là phần trăm f, nhập vào đâu? Nó là biến tên là y chấm thành phần là điểm, địa chỉ của rồi.
một cái kiểu dữ liệu mới tên là SV, và kiểu dữ liệu này có 3 thành phần để nhập vô biến y. Thì cô nhập từng thành phần thôi, để gọi từng thành phần thì tên biến chấm tên thành phần cũng y như bình thường thôi, chỉ có khác là tên biến chấm tên thành phần, nó là một kiểu dữ liệu mới. Rồi bây giờ xuất ra màn hình coi mình đã nhập như thế nào ha. Đầu tiên là cô xuất ra, xuống dòng cái đi, họ tên, mã chứ, mã sinh viên. Mã sinh viên thì chỗ này cô phần trăm S, ở đó một đặc tả, thì ở đây một biến hoặc biểu thức y chấm mã. Rồi cô xuất họ tên sinh viên ra, cũng tương tự như vậy. Nếu mà cô rồi xuất họ tên sinh viên ra, cũng là chuỗi, cho nên đặc tả là phần trăm S và y chấm họ tên. Rồi điểm, điểm là số thực, cho nên phần trăm chấm một F thôi ha, và y chấm điểm. Rồi chạy thử. Nhập mã, ví dụ mã sinh viên 1, 2, 3, 4, 5. Họ tên. Điểm 8 điểm rưỡi. Rồi, mã sinh viên 1, 2, 3, 4, 5. Họ tên sinh viên Nguyễn Hương Giang. Điểm 8.5. Vậy đó. Mà kiểu dữ liệu mình định nghĩa bằng stretch thì gọi là kiểu dữ liệu cấu trúc. Nói tóm lại, kiểu dữ liệu cấu trúc là kiểu dữ liệu được định nghĩa từ những kiểu dữ liệu cơ bản đã có của ngôn ngữ lập trình. Ngôn ngữ lập trình C nó có những kiểu dữ liệu cơ bản như là float, in, character. Thì đây cô gom ba cái thành phần này lại, cô định nghĩa một kiểu dữ liệu mới tên là SV. Và để gọi một thành phần thì để khai báo một biến kiểu dữ liệu gì thì cũng giống như kia. Trước đây thì mình hay khai báo kiểu dữ liệu số nguyên, tên biến là N chẳng hạn. Thì bây giờ kiểu dữ liệu SV, tên biến là Y, rồi nhập vô cho Y. Để gọi một thành phần thì tên biến chấm tên thành phần. Mình có hôm vừa rồi đó là mảng một chiều các số nguyên, mỗi phần tử là một số nguyên, mảng một chiều mà mỗi phần tử là số thực, vân vân. Rồi bây giờ mảng một chiều mà mỗi phần tử là một character thì gọi là chuỗi. Và để nhập chuỗi thì mình đặc tả là phần trăm S, giống như nhập số nguyên thì đặc tả là phần trăm D, số thực phần trăm F. Khi nhập vô thì phần trăm S ha, chuỗi, xuất ra cũng phần trăm S nè, xuất ra phần trăm S, printf xuất ra, nhập vô thì phần trăm S thôi, còn xuất ra màn hình thì có thể thêm bao nhiêu ký tự và canh trái hay canh phải chỗ này nè ha, chiếm bao nhiêu vị trí chứ. Rồi thì đây, cô khai báo một biến tên là Y, kiểu dữ liệu là SV, kiểu dữ liệu là SV mà cô mới vừa định nghĩa đây. Kiểu dữ liệu SV được tạo thành bằng những kiểu dữ liệu cơ bản gồm 3 thành phần: mã kiểu chuỗi, họ tên kiểu chuỗi, float kiểu số thực, điểm kiểu số thực. Rồi cô nhập dữ liệu cho cái biến Y, nhập dữ liệu khai báo biến y và nhập dữ liệu cho biến y, xong rồi cô xuất biến y đó ra màn hình,
xuất cái biến y ra màn hình. Nếu bây giờ cô khai báo một cái biến nữa, ví dụ như biến tên là x, cô nhập dữ liệu cho biến x lại dùng y những lệnh như thế này, đúng không? Rồi cô xuất dữ liệu của biến x ra màn hình lại dùng những lệnh y như thế này. Cho nên người ta mới dùng hàm là như vậy. Ha, vậy thì mình nên viết hàm nhập một SV. Ê ha. À, nhập một SV thì void, không có trả gì gì cả. Tên hàm là nhập một biến kiểu SV. Cô để vậy cho dễ, cho gợi nhớ. Một SV. Rồi cô giải thích đây luôn nha các bạn nè. Những dòng rename ở trên là để cô nhắc người ta nhập vô ha. Còn ở đây là cô những dòng dữ liệu từ đây đến đây nè, mà chủ yếu là scanf nè. Nếu mà cô không có cái này, không có cái này, không có cái này, thì nó hiện lên này nha. Nó chạy, đầu tiên là nó chạy, cái này bỏ đi cũng được. Nó cấp vùng nhớ qua cái lệnh này, thì hệ điều hành cấp cho cô hai cái vùng nhớ, một vùng nhớ chứa biến y, một vùng nhớ chứa biến x, có thể rời rạc nhau tại nó không phải là mảng một chiều ha. Đủ để chứa y cũng có ba thành phần này, x cũng có ba thành phần này. Rồi bây giờ cô muốn nhập dữ liệu vào biến y từ bàn phím thì cô phải dùng hàm scanf ha. Tới đây, chạy tới đây là nó, cái điểm chèn, cái nhấp nháy, điểm chèn nhấp nháy của cô nó ở trên màn hình á. Nếu mà cô không có rename thì nhấp nháy vậy nè, cô không biết nó là cái gì. Cho nên phải có rename để mình biết chỗ này là nhập mã ha. Đây là nhập mã nè. Hen. Rồi đây là nó nhấp nháy, cô không biết gì, nhìn đây mới biết là nhập họ tên. Rồi, nhấp nháy không biết gì thì nhìn chương trình mới biết là nhập điểm 8.5. Và khi mà cô nhập như thế này rồi thì nó chỉ ở trong RAM thôi. À, 123 chứa trong RAM, Nguyễn Hương chứa trong RAM, 8.5 chứa trong bộ nhớ RAM. Rồi ở dưới này ba cái rename này nè là cô xuất nó ra màn hình coi đúng hay sai. Đó, hen, nhập như thế này là nó ở trong RAM thôi. Nhưng vậy cho nên trước khi nhập mình phải có một cái dòng nhắc nhở để biết là à, bạn sắp sửa nhập vào mã đó nha. Dòng này nè, báo cho biết là bạn nhập vào mã đó. Dòng này nè, để báo cho nó biết là à, xuống sắp tới đây là bạn nhập, bạn nhập họ tên đó nha. Rồi chỗ này bạn nhập điểm đó. Rồi chỗ này thì cô xuất ra rename. Xuống dòng, bạn vừa nhập vào biến y à, rồi cô mới xuất ra, ở dưới đó xuất ra, đó. Dưới này, rename là xuất ra màn hình. Xuất ra màn hình hen nè. Khúc trên là nhập. Chỗ này là khai báo. Khai báo để lấy vùng nhớ trong RAM. Lấy vùng nhớ trong RAM rồi, cái này. Còn một vùng nhớ ít là nó chứa rác rưởi trong đó đó. Chỉ có y là cô nhập vô thôi. Đoạn lệnh này, đoạn code này là nhập dữ liệu từ bàn phím vào bộ nhớ có tên là y, là vào cái vùng nhớ có tên là y nè, và kiểu dữ liệu là SV. Còn dưới này, xuất dữ liệu từ trong bộ nhớ có tên là y xuất ra màn hình à, chạy. Rồi ví dụ mã 123 tên. Rồi, điểm. Bạn vừa nhập vào biến y, mã 123, tên Hùng, điểm 8.5. Vậy lớp mình có hiểu không con? Đoạn lệnh này là cô nhập dữ liệu vô biến y. Vậy bây giờ biến x chưa nhập. Đoạn lệnh này là cô xuất dữ liệu từ cái RAM mà chứa biến y ra màn hình. Bây giờ nếu mà cô nhập x, chẳng lẽ là cô lại
bao nhiêu dòng lệnh này nữa cô nhập vô biến ít. Cho nên thường người ta viết hàm là như vậy. Vậy bây giờ cô viết hàm nhập một sinh viên. Đây, chỗ này nhập một sinh viên nha. Nhập một sinh viên, nhập vào biến kiểu SV, biến ít nào đó kiểu SV và phải truyền tam chiếu để sau khi thoát khỏi hàm thì nó lưu vào tham số thực. Hen. Rồi, đây là dòng tiêu đề của hàm. Mở ngoặc nhọn, đóng ngoặc nhọn của hàm. Cô cũng như thế này thôi. Nè. Copy này bỏ lên đó. Và ở đây cô gọi là y, cho nên chỗ này y luôn đi. Đó, cho khỏi phải công sửa ở dưới. Trên này, tham số hình thức là y. Trong nó gọi là y. Hết. Hen. Rồi vậy thì cô viết một hàm xuất một sinh viên luôn. Void. Xuất một SV. SV biến kiểu y. Hen. À, biến kiểu SV, biến y kiểu SV. Rồi, chỗ này cô copy này nè. Bỏ lên đó. Đó. Hen. Rồi. Biến gì đó không biết. Rồi bây giờ dưới này cô khai báo hai biến kiểu SV. Cô gọi hàm nhập một sinh viên. Một SV nhập vào đâu? Nhập vào y một cái. Nhập y xong, xuất y ra, xuất một sinh viên. Xuất biến nào ra? Xuất biến y ra. Rồi cô lại gọi hàm nhập một sinh viên. Ha, cô lại gọi hàm nhập một sinh viên nữa. Nhập một SV. Nhập vào biến nào? Biến ít. Rồi cô lại xuất nó ra màn hình. Gọi hàm xuất một SV. Xuất biến nào ra? Xuất biến ít ra. Đó. Mục đích viết hàm là để dùng lại nhiều lần. Nè. Nhập. Ở đây nó có hai biến. Thì cô nhập vô biến y nè. Nhập vô biến x nè. Xuất biến y ra màn hình nè. Xuất biến x ra màn hình nè. Rồi chạy. Nhập mã này là nhập mã cho biến y nè. Ví dụ biến y. Y 1, 2, 3, 4. À, họ tên y. Để cô nhớ mà. Đó rồi điểm 8.5. Rồi bạn vừa nhập vào biến y 1234 sinh viên. Rồi chỗ này nè, do cô quên xuống dòng chỗ đây cho nên điểm chỗ này xuất ra xong rồi nhập mã đây luôn nè. Bây giờ nhập cho biến x nè. Ví dụ x là 7890. Rồi họ tên là. Rồi điểm 9. Đó, bạn vừa nhập vào biến 7890. Họ tên Minh điểm. Vậy đây cho nên cô thường phải viết một cái hàm nhập một biến kiểu SV, xuất một biến kiểu SV. Nhưng mà cô không thích xuất ra kiểu như thế này. Cô không thể không thích xuất ra như thế này. Cô thích xuất một biến ra trên một dòng. Vậy thì cô sửa cái hàm xuất này lại nha. Sửa hàm xuất này lại. À, xuất trên một dòng thôi, printf. Xuất ra màn hình thì printf. Đầu tiên là xuất mã. Mà mã thì đặc tả là phần trăm S. Chuỗi đặc tả là phần trăm S. Cô muốn là cái chuỗi này nó chiếm chiếm khoảng 10 vị trí. Và cô muốn nó canh trái thì dấu trừ ngoài trước. Có nghĩa là cái đặc tả S này để xuất cái chuỗi ra màn hình. Và cái chuỗi này chiếm 10 vị trí ha. Và dấu trừ này là canh trái. Rồi sau đó đến họ tên cũng phần trăm S. Cô muốn cái họ tên nó chiếm 20 vị trí và cũng canh trái luôn. Hen. 20S, 20 vị trí. Rồi sau đó đến số thực, phần trăm F số thực. Nhưng mà số thực thì nếu mà cô để phần trăm F như thế này á thì nó có 6 số lẻ sau dấu chấm thập phân, cho nên cô chỉ cần một số lẻ thôi, chấm 1F. Không có dấu trừ
để nó canh phải, số thì canh phải, chuỗi thì canh trái. Rồi đây ba đặc tả, ngoài này ba cái biến. Biến gì? Y chấm mã để gọi một thành phần thì gọi tên biến chấm tên thành phần. Rồi Y chấm họ tên. Rồi Y chấm điểm. Đó, tôi thích xuất trên một dòng vậy đó. Mỗi biến trên một dòng ha. À, đầu dòng xuống dòng, xoẹt N xuống dòng. Rồi chỗ nhập này thì nhập người khác xuống dòng. À, rồi. Nhập một sinh viên, xuất một sinh viên. Rồi vậy bây giờ bây giờ ở đây hen, cô khai báo biến Y, biến X, biến Z. Cô nhập Y, nhập X rồi, bây giờ cũng gọi hàm. Nhập một sinh viên. Vậy đi, gọi hàm nhập một SV, nhập vào đâu? Nhập vào IX ha. Rồi cũng nhập một sinh viên nữa, nhập vào đâu? Nhập vào Y, nhập vào biến Y. Cũng nhập một sinh viên, nhập vào biến Z. Rồi nhập xong rồi, bây giờ cô gọi hàm xuất, xuất ra ba cái biến ra màn hình. À, trước khi xuất thì này, các SV bạn vừa nhập quên rồi, dưới này cô gọi hàm gì? Xuất một sinh viên SV. Xuất cái gì? Xuất ít ra trước ha. Rồi cũng gọi hàm xuất một sinh viên. Xuất gì ra? Xuất cái biến nào ra? Xuất biến Y ra. Rồi cũng gọi hàm xuất một sinh viên. Xuất biến Z ra. Mình có ba cái biến ha, X, Y, Z. Ở đây trên này khai báo, khai báo để lấy vùng nhớ trong RAM. Rồi đây nhập dữ liệu từ bàn phím vào RAM, nhập dữ liệu vào ba cái vùng nhớ đó, sau này xuất từ vùng nhớ ra màn hình. Dạy nhập mã của người đầu tiên 111. Rồi à, điểm người thứ hai, điểm người thứ ba, điểm. Rồi các sinh viên bạn vừa nhập, thấy cô xuất ra, thấy cô xuất ra nó mỗi sinh viên trên một dòng, thấy không? Mỗi sinh viên trên một dòng. Đây các bạn coi ha, cô xuất ra màn hình. Nếu à, chỗ sẹt N này là xuống dòng, xong rồi đến mã là chuỗi, cho nên đặc tả là phần trăm S. Họ tên là chuỗi, cho nên đặc tả là phần trăm S. Điểm là số thực, cho nên đặc tả là phần trăm F. Nhưng mà cô nói nó chiếm 5 vị trí và một số lẻ thôi ha. Phần trăm 5.1F có nghĩa là số thực, điểm của cô chiếm 5 vị trí và chỉ lấy một số lẻ thôi, chỉ hiện ra một số lẻ thôi. Nếu cái phần trăm S này nè mà cô không có cái số gì hết thì nó là 111 dính vô cái tên nghe. Còn nếu chỗ này mà cô không có số luôn nè nha, thì cái điểm nó dính vô cái tên luôn nè. Đó, đây nha. Giờ cô nhập lại. Nếu chỗ này cô không có số vậy đó, mã 111. Rồi rồi nè, thấy nó dính vô không ha. Cho nên khi mà xuất ra màn hình đó thì cô mới cho vô những cái số, ví dụ như phần trăm S này
cô cho nó chiếm khoảng 8 vị trí, tại dữ liệu mình nhập vô không có nhiều, cho nó đỡ chiếm cái màn hình thôi. Rồi cái tên á thì khoảng chừng 15 vị trí, số thực á thì chiếm khoảng 5 vị trí tại điểm mà ha. Cho nên bây giờ chỗ này để nó không dính vô như thế này thì cô làm sao? Chỗ xuất ra nè, mã chiếm khoảng 8 vị trí, nhưng mà cô để vậy là nó canh phải đó, phải có dấu trừ ngoài trước, phần trăm trừ 8S thì nó mới canh trái. Ở đây họ tên chiếm khoảng 15, và nếu mà cô không có dấu trừ thì nó sẽ canh phải đó, cho nên canh trái, có dấu trừ để nó canh trái. Nó bắt đầu hiện ra từ bên trái. Còn số thực thì chiếm khoảng 5.1F, tức là nó chiếm khoảng 5 vị trí và trong đó có một số lẻ thôi, phần trăm 5.1F. Thì như vậy thì nó xuất ra cái danh sách sinh viên của mình nó rất là đẹp. Rồi coi nha. Rồi một mã. Thấy không? Cái này canh trái chiếm mấy vị trí đây? 8 vị trí, 3 nè, rồi sau 5 nè nha. Chỗ khoảng trống này là 5 vị trí đó. Hùng chiếm 15 vị trí và bắt đầu từ bên trái ha. Và nó chiếm 15 vị trí. Chỗ đây nè, đây 4 này nè, đây còn 11. 11 tới đây nè nha. Tới đây thì cái điểm nó chiếm 5 vị trí, 1 1 2 3 4 rồi. Chỗ đây nè, cho nên nó chiếm tới đây nè. Cái tên nó sẽ lấn tới đây nè. Đó, vậy đó. Cho nên những cái đặc tả này là nhiều khi mình không để ý á, thì in ra nó không có đẹp, xuất ra nó không đẹp. Rồi vậy thì bây giờ nếu cô khai báo một cái biến nữa, giả sử cô có 100 sinh viên thì cô khai báo, cô đặt tên là cô đặt tên là ABC tới Z, xong rồi AA. Vậy thay vì mà đặt tên từng cái như vậy thì mình dùng mã một chiều mà mỗi phần tử là một SV ha. Hôm nay thì mình mã một chiều các phần tử là số nguyên ha. Ví dụ in mã A và cô khai báo 100 vùng nhớ đi đó, thì mãn một chiều mỗi phần tử là một số nguyên. Bây giờ cũng tương tự như vậy, mãn một chiều mà mỗi phần tử là một SV y vậy hen. Đây là mãn một chiều mà mỗi phần tử là một biến một SV. Ở trên đây là mãn một chiều mà mỗi phần tử là một in, mà mỗi phần tử là một in. Kiểu dữ liệu in, kiểu dữ liệu SV. SV là kiểu dữ liệu cấu trúc, còn đây kiểu dữ liệu cơ sở hay là cơ bản cũng vậy. Đây mãn một chiều ha. Vậy thì hôm nay mãn một chiều mỗi phần tử là một SV ha. Rồi mình khai báo như thế này để mình dành ô nhớ thôi, còn mình dùng chừng 5-6 sinh SV thôi ha. Cho nên in khai báo một cái biến nguyên n, rồi viết cái hàm nhập void, nhập số nguyên, nhập n vô lớn hơn không, in địa chỉ của anh n, dùng vòng lặp do while đi để nhập khỏa điều kiện là while trong khi anh n nhỏ hơn hoặc bằng không, hoặc anh n lớn hơn hoặc bằng 100 thì làm lại. Có nghĩa là mình chỉ nhập số nguyên từ 1 đến 99 thôi.
bằng không cũng không được, nhập chỉ nhập được số nguyên từ 1 đến 99 thôi, bằng 100 cũng không được, lớn hơn 100 cũng không được, nhỏ hơn không cũng không được. Trong này làm gì? Nhắc người ta nhập số nguyên. Rồi, scanf. Nhập số nguyên thì đặc tả nó là phần trăm đi. Nhập vào đâu? Nhập vào địa chỉ của anh N. Rồi, cô khai báo biến nguyên anh N rồi nè. Cô gọi hàm nhập. Nhập anh N. Ở đây cũng tên là anh N. Ha. Rồi cô có cái mảng một chiều, mỗi phần tử là một SV. Mỗi phần tử là một SV. Vậy bây giờ để nhập dữ liệu cho cái mảng này, mình có hàm nhập một SV thôi. Mình không không có hàm nhập mảng. Cho nên cô viết một cái hàm nhập mảng SV void. Mảng SV. À, vậy thì ở đây cô có một cái mảng SV. À, giả sử trong này cô gọi là ít đi. Rồi, bao nhiêu phần tử? N phần tử. Ha. Có phải nó giống y nhập mảng số nguyên hổm không? Hổm này cái này in. Hén kiểu dữ liệu là in. Bây giờ kiểu dữ liệu là SV. Tên mảng, số phần tử. Để nhập mảng thì mình có phải là mình nhập ít 0 rồi ít 1, ít 2, ít 3 vân vân đến xn trừ 1 không? Cho nên gọi hàm nhập một sinh viên. Gọi hàm nhập một sinh viên. Và cô cho dòng lập y chạy từ 0 đến n trừ 1. In y bằng 0, dòng lập này chạy từ y từ 0 đến y nhỏ hơn n y cộng cộng. Rồi, với mỗi y thì cô nhập ít y ha, y bằng 0 thì cô nhập ít 0. Ít 0 là một SV. Ít 0 là một cái biến kiểu dữ liệu SV ha. Nhập dữ liệu gọi gọi hàm nhập một sinh viên, nhập vô đâu? Nhập vô ít y. Đó, vậy thôi. Nhưng mà chỗ này thì nhắc cho người ta biết người ta đang nhập sinh viên nào ha, cho nên bao ngoặc nhọn, bỏ này vô ngoặc nhọn, tại cô còn một lệnh nữa. Rồi, một lệnh trước đây printf. Rồi, nhập dữ liệu SV thứ thứ mấy phần trăm d thứ y đúng không? Nếu y bằng không cô nhập dữ liệu cho x không. Rồi xin chị đã chỗ nào con? dữ liệu À, rồi, rồi, cô cảm ơn. Thật ra cái này thì nó không báo lỗi ha, tại ghi chú mà. Rồi vậy thì bây giờ cô có cái mảng này nè. Cô gọi hàm nhập mảng sinh viên. Hiên, nhập mảng sinh viên. Và nhập vô đâu? Ở trên nó là hai tham số đầu vào. Dưới này cô cung cấp cho nó hai đối số. Nhập vào mảng A và N phần tử thôi. Ha. Rồi, bây giờ cô muốn xuất tất cả cái mảng sinh viên đó ra. Thì cô làm sao? Xuất mảng sinh viên đó ra. Viết một cái hàm void. Xuất mảng SV. Và SV ít. Ha. Rồi, số phần tử n mình cũng cho mình mảng SV,
thì nó có x0, x1, x2 đến xn trừ 1. Cho nên cho dòng lập for chạy. For in y bằng 0, y nhỏ hơn n, y cộng cộng. Gọi hàm xuất 1 SV ra. Xuất 1 SV. Xuất cái gì ra? Với y bằng 0 thì xuất x0, y bằng 1, xuất x1, vân vân. Tổng quát xuất xy ra. Rồi, chấm phẩy. Vậy gọi hàm nhập mảng SV. Gọi hàm xuất mảng SV. Xuất mảng SV, xuất mảng. Ở trên nó là hai tham số đầu vào, đây cung cấp hai tham số thực. A, phẩy, N. À, trước khi xuất ra thì nhắc trên màn hình để biết danh sách SV bạn vừa nhập. Rồi chạy. Đầu tiên là phải nhập số nguyên trước. Rồi nhập số nguyên, ví dụ cô có 3 sinh viên thôi. Rồi nhập dữ liệu cho sinh viên thứ 0, ở chỉ số 0 đó ha. Rồi, danh sách sinh viên bạn vừa nhập, thấy đẹp không? Cứ gọi hàm thôi, viết xong rồi xuất nó ra ha. Rồi vậy thì bây giờ cái bài thực hành của mình kiểu dữ liệu SV nó còn thêm nhiều nữa chứ không phải chỉ nhiêu đó không. Cho nên các bạn làm tới đây đi, rồi cô sẽ nói tiếp. Nãy giờ cái kiểu dữ liệu SV của mình chỉ mới có mã họ tên với điểm thôi. Nhưng mà cái này có điểm toán, điểm lý, điểm tin nữa. Vậy mình phải thêm vô ha. Rồi đây nó có giới tính, ngày sinh, lớp. Vậy mình thêm vô những cái thành phần này. Mã họ tên bây giờ đến giới tính. Mã họ tên giới tính là một ký tự thôi. Cho nên character giới tính hen một ký tự. Rồi đến ngày sinh. Bây giờ ngày sinh á thì cô tạo một kiểu dữ liệu mới nữa, định nghĩa kiểu dữ liệu mới. Định nghĩa struct. Kiểu dữ liệu tên là date đi. Mà nó có 3 thành phần. Giả sử in luôn đi ha. Ngày in tháng cũng số nguyên luôn. Năm cũng số nguyên luôn. Ba cái này cùng kiểu dữ liệu, cô bỏ chung đi cho nó đỡ chiếm cái chiều cao. Lên đây. Rồi, bỏ chung một chỗ. Tức là kiểu dữ liệu tên là date có 3 thành phần, ngày, tháng, năm đều là số nguyên. Vậy trong đây cô dùng kiểu dữ liệu này ha. Date ngày sinh đó, ha. Tên ngày sinh NS đi đó. Tại vì nữa lớp nó cũng là chuỗi character lớp, khoảng chừng 10 ký tự thôi, để cô coi bao nhiêu nha. Lớp có 7 ký tự thôi, cho nên này mình khai báo mảng 8 phần tử. Tại vì mảng một chiều mỗi phần tử là một ký tự thì nó quy ước cái phần tử cuối cùng n trừ 1 đó nó là null, bắt buộc phải như thế. Cho nên nếu mình muốn nhập vô 7 ký tự thì phải đây phải khai báo 8 phần tử. Rồi ở đây mình điểm toán lý tin, cho nên đây mình thêm vô không có điểm mà là toán, lý cũng là số thực, tin cũng là số thực,
nhiều quá ha. Vậy đây, chỗ này mình có hai cái kiểu dữ liệu cấu trúc, một cái là SV, một cái là DES. Và trong SV mình có dùng kiểu dữ liệu DES mới vừa định nghĩa, nhưng nhớ định nghĩa kiểu dữ liệu DES phải để ở trên, chứ không thôi nó không hiểu ha. Trên SV mới dùng nó được. Ở đây định nghĩa rồi, ở đây mới hiểu. Rồi vậy thì ngay chỗ nhập sinh viên nè, mình có mã họ tên. À, chỗ này thì mình phải thêm vô họ tên, xong rồi đến lớp luôn đi ha. Họ tên rồi đến lớp. Copy sửa lại nè. Mã họ tên rồi lớp. Lớp á, trước khi nhập lớp thì cũng phải xóa vùng đệm bàn phím. Rồi lớp nó không có khoảng trắng, cho nên dùng scanf luôn. Đặc tả của chuỗi là phần trăm x. Nhập vào đâu? Nhập vào y.lớp, địa chỉ của y.lớp. Thực ra ở đây không cần địa chỉ cũng được. Tại sao? Lớp nó là mảng, mà tên mảng là không, nhưng mà có dấu và đi cho nó chặt chẽ ha. Rồi thì nãy giờ các bạn nhập số thực vô có báo lỗi gì không? Nhập số thực vô trong cái dữ liệu cấu trúc đó, nó có báo lỗi không? Nếu có báo lỗi thì mình phải dùng một biến trung gian, xong rồi nhập vô biến trung gian xong mới gán cái biến đó, dữ liệu của biến đó cho cái dữ liệu cấu trúc của mình ha. Chút nữa là các bạn xem màn hình cô coi nha. Rồi lớp, lớp xong rồi, mã họ tên. Họ tên. Xong rồi lớp, xong rồi điểm toán. Chỗ này nhập toán, đi chấm toán. Rồi đến lý của lý tin. Rồi điểm lý. Gọi y chấm lý. Tương tự cho tin. Để lên cụm dòng đi cho nó ít chiếm chiều cao. Đó. Này lớp. Mã họ tên lớp toán lý tin. Bây giờ còn ngày thì sao? Nó là một cái kiểu dữ liệu cấu trúc. Cô viết một cái hàm nhập ngày riêng đi. Void nhập date. Rồi nhập vào biến x kiểu dữ liệu date phải có truyền tham chiếu dấu và x ha. Và ngày nó có 3 thành phần, cho nên nhập từng thành phần của nó. Printf, printf. Rồi cô nhập ngày tháng năm chung một chỗ luôn đi. Nhập ngày tháng năm dạng dạng sao? D sẹt minh sẹt year ha. Cái này là nhắc người ta thôi. Dòng chữ hiện lên màn hình. Rồi sau đó scanf. Nhập chung một scanf luôn, cho nên phần trăm d, phần trăm d,
phần trăm đi. Muốn cho người ta nhập dấu sẹt mà nó không tính vào trong cái, nó không lưu vào vùng giá đệm, nôm na là vậy, thì mình phần trăm sau C chỗ này dấu sẹt để nó bỏ qua dấu sẹt ha. Phần trăm sau C, phần trăm sau C bỏ qua dấu sẹt. Rồi ở đó ba đặc tả, thì bên đây ba cái biến ít chấm ngày địa chỉ, scan F để có địa chỉ ít chấm ngày phải địa chỉ của ít chấm tháng phải địa chỉ của ít chấm năm. Này, cô nhập chung chỗ luôn đó, nhập date ngày tháng năm. À, đúng ra là mình kiểm tra lúc trước là mình có kiểm tra một cái ngày hợp lệ hay không á ha. Thôi bây giờ mình coi những hợp lệ đi, đang quan tâm tới dữ liệu kiểu cấu trúc cho nên coi như nhập ngày tháng năm hợp lệ. Rồi dùng hàm này, nhập date, dùng hàm này để nhập ngày tháng năm vô, nhập date, nhập vô cho y chấm ngày sinh ha. À, bây giờ mình để vậy thì người ta đâu biết gì. Ờ, đúng rồi, có rồi. Vậy thì nên để cái này với này nè ha, sao nhập ngày sinh với này ha ha. Để liên hợp nó vẫn được, để hợp nó thích gì sao con. Nhập ngày tháng năm sinh ha, trên này chỉ nhập thôi được không. Rồi bây giờ xuất ra thì nãy mình xuất có ba cái à, mã, họ tên với điểm. Bây giờ nó đủ thứ à, cái date nó có ngày tháng năm, vậy bây giờ mình viết hàm xuất date đi hen. Void xuất date. Rồi kiểu dữ liệu là date, tên biến là if. Trên này nhập á thì nó có truyền tham chiếu, nó có dấu và, nó mới lưu vào tham số thực nha. Còn ở đây thì không cần, xuất ra màn hình thôi. Renew xuất ra màn hình phần trăm D rồi sẹt, phần trăm D rồi sẹt, phần trăm D đó là ngày tháng năm, ít chấm ngày, ít chấm tháng, ít chấm năm. Ở đây cô muốn nó chiếm hai vị trí, 2D, 2D và 5 chiếm 4 vị trí, 4D. Nhà 5 luôn luôn có 4 mà. Còn ngày thì đôi khi ví dụ ngày 1 ha, thì nó chiếm hai vị trí cho nó đẹp lúc nào cũng. Rồi cô có hàm xuất date rồi, vậy bây giờ vô chỗ này. Này cô xuất mã họ tên. Mã họ tên xong rồi đến à, giới tính. Quên, còn giới tính thì sao nè nha. Mã họ tên lớp. Bây giờ giới tính. Giới tính thì chỉ được nhập x hoặc y thôi. Cho nên mình dùng một cái dòng lập do while hen, để à, nếu mà nhập không phải là x y á thì bắt người ta nhập lại do while. Trong khi y chấm giới tính, nó là ký tự ha. À, khác ít là ký tự cho nên bao trong nháy đơn mà y chấm giới tính khác y
Rồi bây giờ mình cho chữ qua luôn đi ha. Là nhập chữ chữ thường chữ qua gì cũng được. Cấp bên này sửa lại ba. Chỗ này ít qua. Chỗ này đi qua. Thì làm gì? À, nhắc người ta nhập vô print f giới tính rồi ở đây scan f nhập ký tự thì phần trăm c nhập vào đâu? Địa chỉ của biến sv tên là y chấm giới tính. Chỗ này mình nhập lớp xong rồi chỗ này mình nhập ký tự mà mình không xóa vùng đệm bàn phím thì nó không cho mình nhập đó, cho nên chỗ này xóa vùng đệm bàn phím trước khi nhập ha, trong vòng lặp do while á. Rồi bây giờ kiểm tra cái nhập này trước đi ha. Kiểm tra nhập trước, bỏ hai này đi, còn xuất tính sau. Chạy Do why? Chỗ nào đây? 23. Scan nếp thì Chấm không phải phẩy. không? Thiếu chấm phẩy. Đúng rồi. Chạy. Chỗ nào đây? SV không có thành phần điểm. Đúng rồi. Tạm thời cho này ghi chú đi rồi tính sau. Chạy. Xuất một SV không khai báo trong phạm vi này. Xuất mãn. Xuất một SV. Đây rồi, đây rồi. Tại vì cô xóa thằng này hen, cho nên nó báo lỗi là đúng rồi, mặc dầu nó không chạy. Rồi chỗ này thì rồi. Nhập số nguyên một người thôi. Lớp 21 DTH. Mình là E mấy con? E3 hả? Rồi giới tính. Ví dụ tôi nhập M, bắt nhập lại hoài ha. Chừng nào X hoặc Y thôi. Rồi X. Toán 1 lý 8 tinh 9. Rồi nhập ngày tháng năm. 12 tháng 5 năm 2000. Rồi xong. Vậy thì cái hàm nhập xong rồi đó ha. Cái giới tính mình chỉ nhập ít chữ thường cũng được, chữ qua cũng được, do cô đặt điều kiện nè. Trong khi giới tính khác mọi cái này, ít thường y thường ít qua y qua thì lặp lại điều này hoài. Và trước khi lặp lại này thì phải xóa vùng đệm bàn phím nhớ. Rồi bây giờ sửa lại hàm xuất đây. Xuất thì mình vừa xuất mã họ tên. Bây giờ lớp luôn đi nha. Cái điểm này để tính sau nè. Mã họ tên. Thế mình nhập cái họ tên nó ngắn ngắn thôi. Chiếm 12 thôi. Hen. Rồi bây giờ lớp. Phần trăm. Lớp chiếm khoảng 8 đi. 9 đi. Trừ 9S. Cho lớp. Mã họ tên lớp rồi ngày sinh. Ngày sinh thì mình gọi cái gì? Vậy thì nè nha, đây mã họ tên rồi lớp y chấm lớp. Bây giờ giới tính á thì nó là x hoặc y. Cho nên để đây không xuống dòng. Hen. Tới chỗ này nè, không có xuống dòng. Chỗ này nếu nếu y chấm giới tính bằng bằng x hoặc y chấm giới tính bằng bằng x, x thường x qua gì cũng được.
y chấm giới tính bằng x thường hoặc y chấm giới tính bằng x qua, thì cô xuất ra màn hình chữ gì? Chữ nữ. Hen. Ngược lại, else, cô xuất ra màn hình chữ gì? Chữ nam. À, mình quy định x là nữ, y là nam đi nha. Xuất ra màn hình chữ nam. Mà nhớ nè, chú ý canh gì cho nó đẹp ha. Rồi cô đã xuất mã, họ tên, giới tính rồi. Bây giờ đến ngày sinh. Ngày sinh thì mình cũng có cái hàm gì? Xuất date. Nè, xuất date rồi. Cho nên ha, chỗ này là xuất giới tính nè. Giới tính x là nữ, y là nam. Bây giờ xuất date. Đây thì cũng không có xuống dòng, không có sẹt n, không sẹt n, không sẹt n. Cho nên mặc dầu là hai lệnh đó, nhưng nó nằm trên cụm dòng ha. Xuất ra màn hình trên cụm dòng. Bây giờ gọi hàm xuất date. Xuất cái gì? Y chấm ngày sinh. Ngày sinh đó. Rồi. À, cô đã xuất mã họ tên giới tính ngày sinh. Bây giờ tới lớp. Tiếp tục lớp. Greenneep. Lớp nó là chuỗi thì đặc tả là phần trăm S chiếm bao nhiêu vị trí? Lớp chiếm khoảng lớp rồi. Lớp trên này rồi nè, ha ha. Rồi, điểm toán lý tin. Vậy chỗ này điểm toán phần trăm 5.1 F cho điểm toán phần trăm 5.1 F cho điểm lý phần trăm 5.1 F cho điểm tin. Rồi, ba đặc tả thì ngoài này ba cái biến hoặc biểu thức. Biến y kiểu SV, y chấm toán, y chấm lý, y chấm tin. Rồi, còn gì nữa? Chú ý nè, mình chỉ xuống dòng ngay chỗ này thôi. Còn tất cả, cái này không có xuống dòng, cái này không có xuống dòng, này không có xuống dòng, cho nên nó in mặc dầu là nhiều greenf, nhưng nó in trên một dòng đó. À, và chỗ này nè, cái ngày sinh này nè, nếu mình để vậy thì nó sẽ dính vô cái điểm toán. Cho nên cho thằng này xích qua một chút, 1, 2, khoảng 2, 3 khoảng trắng gì đó ha. Rồi giờ chạy thử là biết liền. Lỗi biết liền. Nhập mãn rồi. Bây giờ xuất mãn SV. Chạy. À, ví dụ như 3 sinh viên đi. Mã SV 111. Lớp 21DTH E3. Giới tính toán 10, lý 9, tin 8. Rồi ngày sinh 12 tháng 3 năm 2021. Ồ, 2000. Rồi sinh viên 222. Tên lớp 21DTH E3. Giới tính y luôn. Toán 10 8 9. 2 tháng giêng năm 2000. Sinh viên thứ 3. Lớp 21DTH E3. Giới tính nữ. Toán 10 9 9. 12 tháng 3 năm 2000. Rồi đây, đó. Hen. Rất đẹp.
Nhưng mà cái chỗ ngày này nè, muốn cho những ngày mà nhỏ hơn 10, đây nó có số 0, những tháng nhỏ hơn 10, đây có số 0, thì trong đặc tả chỗ xuất ra đó mình nên làm sao? À, mấy cái này xong hết rồi nè, chỉ có cái lớp với cái tên, do cái tên cô chỉ nhập tên thôi cho nên nó cách xa cái lớp quá ha. Rồi vậy thì chỗ ngày tháng năm á, xuất đét, xuất đét, chỗ này mình muốn nó luôn luôn có số 0 thì phần trăm 02, phần trăm 02 ha, 02 đi. Rồi chạy lại hai người thôi, hai người thôi. Đây đây nè, nó có số 0 ngoài trước nè ha, 10, 5, 10, 5, 8, 9, Rồi vậy thì mình đã viết nhập danh sách sinh viên là mảng sinh viên đó, xuất danh sách sinh viên là nhập mặt xuất bản sinh viên đó. Bây giờ câu C, tìm sinh viên có tên là X, X do người dùng nhập vào, tìm sinh viên có tên là X, ít cho người dùng nhập vào. Rồi câu C, tìm sinh viên có tên là ít, ít do người dùng nhập vào. Vậy cô viết một cái hàm tìm, mà cô quy ước nếu tìm thấy, lỡ nó trùng tên thì sao ha? Ha, thì mình xuất ra hết, cho nên cả về in đi, tìm SV theo tên. Và trong đây tìm trong cái danh sách ha, X sinh viên có N sinh viên và tên, tên nó là chuỗi, cho nên tên nó là chuỗi. Rồi nếu mà tìm đó thì mình cho y chạy, nó là cái mã mà ha. Bây giờ mình coi cái phần tử ít không, coi phải cái tên đúng bằng cái tên này hay không, tên tên nè ha, đúng bằng cái tên này hay không, nếu bằng mình xuất ra màn hình, mà nếu mà có trùng mình xuất ra hết luôn. Vậy thì for in y bằng 0, y nhỏ hơn n, y cộng cộng, nếu cái x y, mỗi x y là một biến kiểu sv mà ha, nó là mảng, mỗi phần tử là một sv, x y chấm họ tên có bằng bằng tên vậy được không? Không, hai cái chuỗi không so sánh nhau được, mà mình phải dùng hàm strcmp, viết tắt của string compare, string compare. Chuỗi đó là mảng một chiều, mỗi phần tử là một character, cho nên mình không thể so sánh là họ tên bằng bằng cái tên đó đâu, mà phải dùng hàm. Thì có hai hàm strcmp hoặc là stricmp. Hai hàm này nó nằm trong thư viện string.h, so sánh hai cái chuỗi với nhau. Nếu nó trả về số 0, hàm này nó hai tham số đầu vào. Nếu nó trả về số 0 thì hai cái chuỗi đó bằng nhau. Trả về số lớn hơn 0 thì hai cái chuỗi đó, chuỗi 1 lớn hơn chuỗi 2 ha. Nhỏ hơn 0 thì chuỗi 1 nhỏ hơn chuỗi 2. Hàm này so sánh phân biệt qua thường, còn hàm này so sánh không phân biệt qua thường. String có chữ y, không phân biệt qua thường. Vậy cô dùng hàm này nè,
ha. Rồi, không so sánh như thế này được, mà phải dùng hàm string compare. STRICMB là so sánh hai chuỗi. Đây, nó sẽ có hai đối số. Đối số đầu là họ tên trong cái danh sách sinh viên đó. Đối số 2 là cái tên mà người ta nhập vô đó ha. Nếu cái này mà nó bằng bằng không, là cái họ tên này nó bằng cái này, thì khi đó mình xuất một sinh viên, xuất cái gì ra màn hình, gọi hàm xuất một SV, xuất cái gì, xuất SE ra màn hình ha. Rồi nếu dùng hàm so sánh chuỗi này nè, thì phải khai báo thư viện chứa nó. Hàm này người ta viết, người ta để sẵn trong thư viện string.h. Khai báo include .h. Đó ha, chứ không thôi là nó báo lỗi. Rồi xuất cái sinh viên nó ra ha. Rồi thì hết vòng lặp rồi, thì cô return trừ 1. Tìm theo tên thì có thể là tìm thấy hoặc không tìm thấy, cho nên cô khai báo một cái biến nguyên tìm thấy ha. Tìm thấy mới đầu chưa tìm ra, cô cho nó bằng 0. Rồi khi mà có, khi mà nó có một người nào đó rồi, thì cô cho tìm thấy bằng 1 hen. Vậy chỗ này, chỗ này nó nhiều lệnh, cho nên cô bỏ vô đây. Này hơi không hay đó, bằng 1. À, chỗ này thì cái này có nghĩa là chưa tìm thấy. Tìm thấy bằng 0 là chưa tìm được. Rồi khi mà tìm được một người mà có trùng tên bằng cái tên đó rồi, thì cái này là tìm được rồi ha, tôi cho tìm thấy bằng 1. Rồi thì hết vòng lặp này, thì cô return tìm thấy đó, thì tên cái biến tìm thấy đó. Vậy có nghĩa là nếu mà nó có tìm ra sinh viên, bao nhiêu sinh viên có tên bằng với cái tên người ta nhập vào ở đây, thì mình báo là, thì mình xuất ra hết, có thể trùng tên. Và ngược lại nếu mà nó return không, là không tìm thấy, không có sinh viên nào có tên vậy hết hen. Rồi chạy thử. Chạy thử thì sao? Hàm này trả về in. Trả về in. Cho nên cô khai báo một cái biến tìm, và cô gọi cái hàm đó tìm sinh viên theo tên. Nó trả về in, cho nên rồi ở đây nó có 3 tham số đầu vào, đó là mãn sinh viên, n phần tử và cái tên ha, tên tìm đó. Vậy mình phải khai báo một cái chuỗi tên, rồi yêu cầu người ta nhập vô cái tên muốn tìm. Printf nhập họ tên sinh viên muốn tìm. Rồi chỗ này cô họ tên nó họ tên là nó có khoảng trắng, cho nên xóa vùng đệm bàn phím trước. FF plus std in, trước khi nhập chuỗi hay gì cẩn thận xóa vùng đệm bàn phím, mà nó có khoảng trắng cho nên get s nhập vào tên ha. Rồi bây giờ mới truyền vô đây nè, trong cái danh sách a n sinh viên này nè, tìm cái người mà có tên giống tên vậy hen. Rồi cô, cái hàm này nó trả về in đây,
trả về in, nó trả về số 1 hoặc số 0. Nếu tìm thấy, trả về số 1 và xuất ra luôn đây nha. Không hay lắm ha, ha. Nếu mà mình tìm thấy cái sinh viên đầu tiên thôi rồi mình xuất ra thì nó dễ. Còn này cô nghĩ là cái tên thì dễ trùng nhau lắm, cho nên có bao nhiêu cô muốn xuất hết. Vậy thì nếu cái tìm này mà nó trả về không, nếu tìm bằng bằng không thì mình xuất ra màn hình là không có sinh viên tên đó, không có SV tên như trên. Tên gì? Tên gì? Phần trăm S. Xuất ra chỗ này là tên hen. À, nếu không là nó xuất ra chỗ này nè. Rồi chạy thử. Xuất mãn, nhập mãn, xuất mãn. Rồi cô nhập 3 phần tử thôi. Bảy mươi bốn kha à, tên nó là chuỗi ký tự cho nên cô cho nó cái họ tên của mình đây nhiều 21 thì đây cũng 21 luôn hen. Chỗ này đây 21 rồi chạy. Rồi ví dụ ba người thôi. À, tên là rồi lớp, giới tính, toán, tên là Nguyễn Hưng luôn đi. Lớp rồi cô có cái danh sách rồi đó. Bây giờ cô tìm Nguyễn Hưng ha, nhập họ tên sinh viên muốn tìm thì nó liệt kê ra hai người Nguyễn Hưng thôi ha. Nè có bao nhiêu người trùng tên nó liệt kê ra hết. Còn nếu mà bây giờ tìm không thấy thì nó sẽ báo là tìm không ra. Rồi ví dụ cô có hai người thôi, nhập lâu quá ha. Bây giờ cô chỉ có hai tên là Hùng và Hoa, cô tìm Mai thì nó báo là không có sinh viên tên Mai nha. Rồi câu C xong. Bây giờ đến đếm số lượng sinh viên có điểm trung bình lớn hơn 5. Câu D, đếm số lượng sinh viên có điểm trung bình lớn hơn 5. Vậy hàm đếm thì nó trả về đếm được bao nhiêu, cho nên trả về số nguyên. In hàm này đếm số, đếm điểm trung bình hơn 5. Rồi trong cái danh sách sinh viên X, N sinh viên. Rồi bây giờ cô khai báo cái biến để cô đếm. Và mới đầu không bằng không, cô cũng cho dòng lặp dạy từ 0 in bằng y bằng 0, y
nhỏ hơn anh N rồi Y tổng cộng. Nếu giờ làm sao tính điểm trung bình? X Y chấm toán hen ha. À, nếu X Y chấm toán cộng X Y chấm lý cộng X Y chấm tinh. Cái này là tử số. Tử số mở ngoặc tử số, đóng ngoặc tử số, chia cho mẫu số là 3. Đó là điểm trung bình, đúng không? À, còn nếu mà cái điểm trung bình này mình dùng nhiều, coi dưới này mình còn dùng điểm trung bình nữa không? À có. Ở đây dùng điểm trung bình. Ở đây dùng điểm trung bình nữa. Ở đây dùng điểm trung bình nữa. Vậy mình nên viết cái hàm tính điểm trung bình của một SV. Nha. Rồi, vậy thì viết hàm tìm điểm trung bình một SV, điểm trung bình trả về số thực. Điểm trung bình của một SV. Rồi vậy thì nó sẽ return. Return gì? À, tử số nè. X chấm toán cộng X chấm lý cộng X chấm tinh. Này là tử số. Chia cho mẫu số là 3. Có 3 điểm thôi. Có 3 cái điểm thôi ha. Toán lý tinh, x chấm lý cộng x chấm tinh, sinh viên x nè, mà nó trả về luôn nè, trả về luôn. Vậy đây không cần tính nữa mà gọi cái hàm này hen. Ở đây gọi cái hàm đó, nếu sao, nếu tên hàm là giờ tờ bờ của x y điểm trung bình của x đi lớn hơn 5. Phải lớn hơn 5 không? À đúng rồi, đếm số lượng trung bình lớn hơn 5. Hen. Lớn hơn 5 thì sao? Thì cô tăng biến đếm lên tổng cộng. Hết vòng lặp này rồi thì cô return đếm. Nè, viết cái hàm tìm điểm trung bình của một SV đơn giản có một dòng return thôi. À, đếm điểm trung bình lớn hơn 5. À, cái hàm này, cái chỗ tên, tìm theo tên này ổn rồi. Vậy thì cô tập trung vô cái cô đang làm. Để cái này cô cho nó ghi chú đi nha. Control dấu chấm là ghi chú. Để cô tập trung vô cái cô đang quan sát. À, cái hàm này trả về số nguyên. Cho nên cô xuất nó ra màn hình luôn. Printf. Xuống dòng. Có bao nhiêu sinh viên phần trăm D sinh viên điểm trung bình lớn hơn 5. Lớn hơn 5. Rồi, đó một đặc tả. Thì đây cô gửi cái hàm này đếm trung bình hơn 5 nha. Đếm trung bình hơn 5. Hàm này nó có hai tham số đầu vào là gì? Là cái danh sách sinh viên. Ở đây mảng sinh viên là A và có N sinh viên. Rồi, chạy. Return đếm. Chấm phẩy. Chấm phẩy. Rồi, chạy. À, ví dụ 3 người đi. 111. À, bây giờ người này dưới bình đi ha. 3 5 3. Rồi.
Người này trên trung bình đi ha. 6, 5, 8. Ngày tháng năm sinh. 3. Người này tên là người này giỏi đi ha. Có hai sinh viên điểm trung bình lớn hơn 5 ha, người này dưới trung bình nè. 3 5 3 5 với 6 11, 11 chia 3 dưới trung bình. Hai người trên trung bình nè, có hai sinh viên điểm trung bình lớn hơn 5. Nè. Chỗ con chuột cô á là cái hàm nó trả về chỗ này. Có phần trăm D chỗ này thì cái hàm nó trả về số số 2 chỗ này nè. Đó. Ha. Rồi. Câu kế tiếp. Xuất danh sách sinh viên thuộc ngành công nghệ thông tin. Vậy thì câu E. Xuất danh sách sinh viên thuộc ngành công nghệ thông tin. Mình quy ước nè. Hai ký tự đầu là năm học. Ký tự kế tiếp là bậc D là đại học, C là cao đẳng. Hai ký tự kế tiếp là ngành học. Thì mình quy ước TH là tin học, là ngành công nghệ thông tin ha. Quy ước công nghệ thông tin. Chỗ này mà TH thì là ngành công nghệ thông tin. Đó. Mình quy ước vậy đi hen. Vậy thì xuất danh sách sinh viên thuộc ngành công nghệ thông tin. Câu E. Xuất thì cô xuất ra trong cái này luôn, cho nên void, trả về void. Xuất danh sách sinh viên công nghệ thông tin trong cái danh sách SV is N người. Cô cũng cho dòng là for duyệt qua hết cả danh sách. For in y bằng 0, y nhỏ hơn n, y cộng cộng. Làm sao mình biết là nó tin học? Thì cái mảng đó, rồi đây, lớp là một mảng một chiều 8 phần tử, mỗi phần tử là một character. Đây, lớp 8 phần tử, mỗi phần tử một character, một character là một ký tự ha. Và nếu mảng mà ở đây nè nha, mà các phần tử là character thì C nó quy ước phần tử cuối cùng sẽ là sẹt à, gì đó quên mất rồi. Nếu mảng mà mỗi phần tử là một character thì cái phần tử cuối cùng là phần tử thứ n trừ một đó, nó phải là sẹt không, là null đó. Vậy thì chỗ này nó là sẹt không, là null đó, chỗ đó đó hen. À, vậy thì ví dụ như lớp mình là 2 1, hăm mốt d rồi t d rồi t rồi h e à, đó là lớp mình hen. Quy ước trong C nó quy ước phần tử cuối cùng phải là null. Null được ký hiệu trong C là sẹt không. Đây. Vậy đây là dữ liệu của nó. Đây. Vậy làm sao mình, vậy có phải là nó là cái phần tử tại vị trí 3 và vị trí 4 không? Hen. Lớp tại vị trí 3, tại cái chỉ số 3, chỉ số 4 bằng T bằng H thì nó là tin học. Vậy cho nên chỗ này đặt điều kiện sao? À, xuất ra công nghệ thông tin. Nếu XY là cái biến thuộc cái biến kiểu SV chấm lớp, lớp của cái XY đó mà tại cái chỉ số 3 ha, bằng bằng
là ký tự thì so sánh bằng bằng thế này được, bằng bằng chữ T ha. Và XY, mình đang xét cái XY mà, chấm lớp tại cái chỉ số 4 bằng chữ T. Hên. Bây giờ mình cho nó chữ thường luôn đi ha ha. Này là chữ qua nè ha. Rồi chữ qua bao cái ngoặc này đi, đóng ngoặc cái này cho chữ qua. Hoặc là hoặc, dấu hoặc, cái này mà cô thế bằng chữ thường hen, copy lại bỏ lại đây, thế bằng chữ thường T thường, để mình nhập vô T qua T thường gì cũng được, H thường bằng H qua gì cũng được, chỗ này H thường, chỗ này H nè, H T H T qua T thường gì cũng được, H qua H thường gì cũng được. Nếu mà phần tử thứ ba và phần tử thứ tư của cái lớp đó mà nó bằng tinh TH thì đó là sinh viên ngành công nghệ thông tin. Khi đó nếu nó thỏa điều kiện đó thì cô xuất một SV, xuất sinh viên nào ra XY. Rồi chấm phẩy. Cái này xong rồi cô cho nó ghi chú đi. Ha, chừng nào xong hết cô mới mở ra, cô mới sắp xếp trình bày kết quả ra như thế nào cho dễ nhìn. Rồi vậy bây giờ gọi hàm này xuất sinh viên ngành công nghệ thông tin, nó có mấy tham số đầu vào? Nó có hai tham số đầu vào, ở đây mảng tên là A phẩy N phần tử, rồi chạy đây chỗ nào hai dấu bằng, so sánh phải hai dấu bằng, so sánh hai dấu bằng chạy. Rồi thiếu gì nữa? Before, thiếu dấu ngoặc before xuất một SV. Rồi thiếu dấu ngoặc tròn của hàm if nè, hàm if ngoặc tròn trong này ha, hoặc là cái này cũng được, hoặc là cái này cũng được. Này đây là đóng ngoặc hàm if chạy. Này ví dụ như ba người này, họ tên, lớp, bây giờ sinh viên này ngành quản trị đi, 21DQTA1 DQT O A1. Rồi giới tính toán, người thứ hai ngành tin học đi, lớp 21 DTHE3, giới tính người thứ ba ngành tin học luôn, 21 DTHA6, ồ cô gọi chưa? 0, 1, 2, 3. Cô gọi chưa? Sao không xuất ra? Sao không xuất ra? Nó xuất tiếp tục cái danh sách này luôn nè, mà cô không thấy. Cho nên chỗ này nè, mình phải rename để mình mới biết ha. Rename. Rồi xuống dòng cái đi, danh sách
SV ngành công nghệ thông tin. Rồi chấm phẩy. À, có thể xuống 2 dòng đi. Rồi chạy. Ví dụ 3 người. À, 21 DTHA1. Người này quản trị. 21 DQT A1. Người này là tin học 21 DTHE3. Rồi giới tính. Đây nè, hai người tinh học hen. Hùng và Kim, còn qua không phải thì không xuất ra. Hồi nãy quên nó xuất, nó xuất tiếp tục cái này luôn. Cô tưởng là danh sách sinh viên không. Rồi vậy thì câu đó xong. Nè. Vậy thì nè, bây giờ qua cái câu này thì mình hiểu chuỗi là cái gì rồi. Chuỗi là mảng một chiều mà mỗi phần tử là một character. Một character thì mình có thể so sánh như thế này được nè. Chứ còn chuỗi là so sánh không được ha. Nếu so sánh hai chuỗi với nhau phải dùng string compare strcmb hoặc stricmb. Đây, phần tử thứ ba. Phần tử thứ ba là T, phần tử thứ 4 là H thì nó là tinh học. Mà cô cho chữ qua chữ thường đều được luôn. Rồi câu kế tiếp. Giỏi. À, câu kế tiếp. Xuất danh sách sinh viên nữ. Cái này thì dễ hơn ha. Tương tự xuất danh sách sinh viên nữ. Cô copy này đi. Danh sách sinh viên nữ. Cô cũng cho dòng lặp chạy. Rồi chỗ này đóng ngoặc hàm. Cho dòng lặp chạy y từ 0 đến người cuối cùng là n trừ 1. Nếu x y chấm giới tính. Nó là ký tự cho nên so sánh gì được nè. Hoặc là chữ qua chữ thường này nha. Hoặc dấu hoặc là hai dấu sổ xuống đó. X y chấm giới tính bằng bằng x qua, tức là bằng chữ qua chữ thường gì cũng được. Thì cô xuất một sinh viên ra thôi. Xuất một sinh viên ra. Và dưới này thì xuất sinh viên nữ. Gọi hàm chạy. Cũng hai tham số đầu vào là A, N. Ha, và ở đây phải có cái này chứ thôi là lại tưởng đâu là nó không làm. Tưởng đâu không làm. Sinh viên nữ. Chờ mẹ à chút. Rồi chạy. Ví dụ 3 người. À, 111. Ồ quên. Rồi giới tính. Rồi người thứ hai, họ tên. Lớp 21 DTH E3 Y X. Người thứ ba à, 21 DQT A1.
giới tính là ít luôn, nữ luôn. Vậy sinh viên nữ có hai người nè, đây ha, nam nữ nữ, Kim và Hoa là nữ, tinh học chỉ có một người thôi, DTH nè. Rồi câu kế tiếp, sắp xếp danh sách tăng theo điểm trung bình. Sắp xếp danh sách tăng theo điểm trung bình, viết hàm sắp xếp thôi. Voi, sọt, viết tiếng Anh đi. Theo điểm trung bình của danh sách sinh viên, N sinh viên ha. Rồi vậy thì tăng theo điểm trung bình hay là giảm? Tăng theo điểm trung bình. Thì mới đầu cô coi ít không ha, cho dòng lặp này nha. For in y bằng 0 cho đến y nhỏ hơn, cô xét các sinh viên từ 0 đến n trừ 2, cho nên này nhỏ hơn n trừ 1, tức là từ 0 đến n trừ 2 thôi. Rồi y tổng cộng, chờ cô xíu, với cái x 0 thì cô so sánh với từ x1 đến xn-1, cho nên chỗ này đến n-2 thôi. Nghen. Vậy thì for với mỗi x0 thì cô so sánh với x1 đến xn-1. X2, x1 thì cô so sánh từ x2 đến xn-1. Cho nên for in r bằng y cộng 1 cho đến r nhỏ hơn n. R tổng cộng. Nếu mà nó sai thứ tự, khi nào sai thứ tự, người ta nói là xếp tăng dần. Thế mà nếu xy chấm, làm sao tính điểm trung bình? Có cái hàm tính điểm trung bình của xy. Điểm trung bình của xy mà lớn hơn, tức là nó sai thứ tự, lẽ ra nó phải nhỏ hơn đúng không, người ta biểu xếp tăng dần mà, lớn hơn điểm trung bình của xr. Điểm trung bình của xr lộn rồi nha, bao hàm cái hàm có tên là giờ tờ bờ là tính điểm trung bình, mở ngoặc của ấy nha, cẩn thận này nha, đóng ngoặc của điểm trung bình đó, đối số của nó là từng cái xy nè, hàm mở ngoặc tròn của hàm, đóng ngoặc tròn của hàm, đây hàm mở ngoặc tròn, đóng ngoặc tròn của hàm xy, xr chứ, xr ha. Nếu điểm trung bình của xy lớn hơn điểm trung bình của xr, tức là nó sai cái thứ tự người ta yêu cầu, người ta biểu là phải tăng dần mà nó lại lớn hơn, thì đổi chỗ. Chỗ này cô đổi chỗ tại chỗ này luôn nè ha. Nếu thỏa cái này thì đổi chỗ với nhau, đổi chỗ xy và xr, xy và xr. Đổi chỗ thì cô cần một cái biến tạm. Ở trên này cô khai báo đi, chứ mỗi lần cứ khai báo biến tên là tạm ha. Rồi cô bỏ cái xy vô trong tạm, tạm bằng xy. Mọi người, cô giáo có dạy tới cái hàm đổi chỗ này chưa ha, lý thuyết đó. Rồi coi như rồi hen, bỏ cái xy vào tạm xong rồi mới xy bằng xy, có nghĩa là trước khi bỏ cái xy này, này là phép gán chứ gì, bỏ xy này vào cái vùng nhớ tên là xy thì phải lấy cái gì đó chứa nó trước cái đã, chứ không thôi là nó mất ha. Rồi bỏ xy vào xy xong rồi bây giờ mới bỏ cái tạm vào xy, xy bằng
tạm. Và tạm là một cái biến kiểu SV, kiểu dữ liệu SV. À, cái này là đổi chỗ. Rồi, à, đổi chỗ này, cái này là mảng, mà mảng là địa chỉ, tên mảng là địa chỉ của mảng, cho nên thực chất chỗ này là truyền tam chiếu đó. Khi cô gọi là nó đổi chỗ trong tham số thực luôn ha. Rồi thì cái này cô đúng rồi, cô cho nó ghi chú đi ha, chỗ này xuất danh sách vừa nhập đây. Bây giờ thì gọi hàm sort, sort danh sách theo điểm trung bình. Nó trả về void cho nên cô gọi nó vậy và truyền tham số thực cho nó. Ở đây là danh sách sinh viên A phẩy N người ha. Rồi sort xong rồi xuất ra ha, sort xong rồi xuất ra kiểm tra thử coi thế nào. Danh sách sinh viên sau khi sắp xếp xếp tăng dần theo điểm trung bình rồi chạy. Rồi giả sử ba người thôi, người số 1 lớp, cái này điểm trung bình là 10 đi, 10 luôn, 10 luôn nha. À, cái này là cái này là 9 đi, 8, 7. À, 9, 8, 7. Bây giờ thì cái người này cô cho 9, 9, 9 đi. Tại đây tăng dần theo điểm trung bình 9, 8, 7 ha, nó đưa, cuối cùng nó đưa người giữa là người là điểm thấp nhất đó, lên trên 9, 8, 7 rồi đến 9, 9, 9 rồi đến 10, 10, 10. Ở trên này chưa xếp, dưới này sắp xếp rồi xuất ra. Rồi đó là sắp xếp, đó là câu sắp xếp. Xuất các sinh viên có điểm trung bình lớn hơn 5, quá dễ, đúng không? Xuất các sinh viên có điểm trung bình lớn hơn 5. Vậy thì cái bi hàm này nè, sửa lại. Void, trả về void. Xuất sinh viên điểm trung bình lớn hơn 5. Vậy mình đặt điều kiện sao? Đặt điều kiện là nếu cái điểm trung bình, gọi cái hàm điểm trung bình của mở ngoặc tròn của hàm, rồi x y ha, mỗi x y là một sv mà, nếu điểm trung bình của s y lớn hơn 5 thì xuất nó ra, gọi hàm xuất một sinh viên. Rồi chỗ này cái này đúng rồi thôi, cô ghi chú đi nha. Rồi xuất rồi, bây giờ cô mới danh sách sinh viên cho nó xuống dòng hai cái đi. Sinh viên có điểm trung bình lớn hơn 5. Rồi cô gọi cái hàm đó chạy thôi. Gọi hàm này nè, Ctrl C, cô copy cái tên nó để bảo đảm nó giống y. Và nó truyền tham số thực cho nó là A7N sinh viên. Rồi chạy. Ví dụ 3 người. À,
Ví dụ 2, 3, 4, lần này công sức ra nè. Ngày thứ 2, B, lớp. Người này xuất ra nè ha, 5, 6, 5, thì điểm trung bình nó lớn hơn 5, đúng không? 5, 6, 10, 16, 16 chia cho 3, lớn hơn 5. Rồi, người thứ 3, lớp. Người thứ 3 thì cho 9, 8, 5. Nè, có 2 người 5, 6, 5 và 9, 8, 5. Còn người này 2, 3, 4, điểm trung bình nhỏ hơn 5. Cứ thế rỉ rả làm hoài. Xúc các sinh viên có điểm trung bình cao nhất. Điểm trung bình cao nhất. Rồi câu Y, xuất các sinh viên có điểm trung bình cao nhất. Cô nghĩ là nên viết cái hàm tìm điểm trung bình cao nhất đi ha. Viết hàm tìm điểm trung bình cao nhất. Điểm trung bình là số thực, cho nên hàm này sẽ trả về float. Điểm trung bình max của cái mảng SV, mảng mà mỗi phần tử là một SV, n phần tử. Rồi cô khai báo một cái biến để cô chứa số cao nhất. Max sẽ bằng xem như là x không, nó là điểm trung bình của x không. Xem như cái người đầu tiên đó là người có điểm trung bình cao nhất. Bây giờ mới cho dòng lập chạy các người còn lại. For in y bằng 1 đến y nhỏ hơn n y tổng cộng, nếu điểm trung bình của x y, mình cứ tưởng đâu người đầu tiên là cao nhất, thế có người này còn lớn hơn đó nữa, lớn hơn mắt, thì cô gán mắt bằng cái điểm trung bình của, đúng rồi, chỗ này là chạy hai lần là cũng không hay nè. Nha, nhưng mà nếu không thì mình lại viết lại. Nếu không muốn nè nha, thường thì trong máy tính người ta không có muốn một cái hàm mà chạy hai lần như thế này. Nếu mà muốn chạy hai lần thế này thì mở ngoặc nhọn chỗ này hen. Trên này cô khai báo một cái biến nữa, khai báo một cái biến là điểm trung bình SV hen, kiểu số thực luôn. Vậy chỗ này điểm trung bình sinh viên, điểm trung bình sinh viên bằng, gọi hàm là điểm trung bình của x y đó, thì nó sẽ không có chạy hai lần. Khi đó chỗ này nếu cái điểm trung bình sv mà còn lớn hơn mắt thì mình gán mắt bằng điểm trung bình SV, bỏ hai này đi ha. Nè, hồi nãy cô không có cái biến này thì cái hàm này cô phải chạy hai lần, đúng không? Bây giờ cô có cái đó rồi thì cô không cần chạy hai lần đó. Cô chạy có một lần nè, cái hàm giờ tờ bờ của xy cô chạy một lần thôi là cô chứa nó vào đây, cô so sánh hen. Cứ thế làm hoài, hết vòng lặp rồi thì cô return max. Hết vòng lặp rồi, return max. Rồi cô có cái điểm trung bình cao nhất rồi. Dạ. Rồi mới. Cô ơi. Hả? Rồi cảm ơn con. Chỗ này thiếu chấm phẩy.
chứ ngươi lại mất công nữa đó. Rồi chạy à, không chưa chạy tiếp chứ hả, mình có cái hàm mà nó trả về cái điểm trung bình cao nhất lớp rồi, cái điểm trung bình cao nhất trong lớp rồi, bây giờ mới xuất tất cả những sinh viên có điểm trung bình bằng cái điểm trung bình cao nhất đó ha. Làm câu y đây, câu y xuất các sinh viên có điểm trung bình cao nhất. Void, hàm này xuất ra thôi, xuất SV điểm trung bình cao nhất mắc trong cái mảng sinh viên n phần tử. Rồi. Trong cái mảng sinh viên n phần tử thì mình khai báo một cái biến ha, chứa điểm trung bình mắc, và mình gọi hàm gì? Họ gọi cái hàm này nè, này cao nhất đi cho nó hơi khác khác, chứ thực ra chữ qua chữ thường các đã phân biệt rồi đó. Gọi hàm này nè, gọi hàm điểm trung bình mắc hen, điểm trung bình mắc của a à, x chứ trong này x phẩy n ha. Nè, trong này cái mảng này cô đặt tên là x, thì trong hàm này cô phải gọi là x. Tìm điểm trung bình mắc của cái danh sách sinh viên n người đó. Rồi vậy bây giờ dòng lập for chạy, for in y bằng 0 cho đến y nhỏ hơn n y tổng cộng. Nếu cái điểm trung bình của x y, x y bằng 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 giờ tờ bờ cao nhất, cao chữ cờ, chỗ này chữ cờ viết qua đi, cao nhất, thì xuất sinh viên nó ra, xuất một SV sinh viên nào, sinh viên XE ha. Đặt sinh viên XE đó ra rồi chấm phẩy, thầy vậy gọi à, cái này cho ghi chú đi, danh sách sinh viên có điểm trung bình lớn nhất cao nhất, gọi hàm này ha, nó có hai tham số đầu vào a n, nhớ nè, trong main a thì truyền tham số thực a cho nó. Vậy rồi ví dụ ba người, à, ví dụ bây giờ điểm trung bình cao nhất là 9 đi, 9 9 9. Rồi người thứ hai, này điểm trung bình là 8 đi, rồi người thứ ba, rồi này điểm trung bình là 9 luôn đi. Rồi vậy nó xuất ra hai người 999 nè ha, còn người này không có cao nhất, không xuất ra, người A và C. Rồi đó là câu y. Giờ tiếp theo, thêm một sinh viên mới vào cuối danh sách. Rồi vậy thì sao, nó là cái mảng thôi, thêm vào phần tử cuối đây nè ha ha. Vậy viết hàm thêm, void thêm một SV vào cuối danh sách thì thôi, đặt tên vậy được rồi ha, SV à, x in n
Ví dụ bây giờ lớp mình có 3 sinh viên, mình thêm 1 thì n sẽ tăng lên là 4. Cho nên chỗ này cô truyền tham chiếu cho n ha ha ha. Để cho khi thoát khỏi hàm thì nó lưu vào tham số thực dưới này đây ha. Rồi. À, mình đã có từ x0 đến n trừ 1 rồi. Vậy bây giờ mình gọi hàm nhập một sinh viên. Một SV nhập vào đâu? Truyền tham số rồi nó nhập vào x n. Đó. Nghe. Và nhập xong tăng n lên n cộng cộng. Và đây là truyền tham chiếu cho nên nó sẽ lưu vào đây. Nghe. Ha. Rồi vậy thì chỗ này cô gọi thêm một sinh viên, xuất mãn xong thêm một sinh viên vào A phẩy N. Rồi danh sách sinh viên sau khi thêm ha thì cô xuất danh sách sinh viên thôi, xuất mãn chứ, xuất mãn hen nè, cái này là xuất mãn trước khi thêm, xuất chứ quên, xuất mãn trước khi thêm. Bây giờ sau khi thêm một sinh viên thì lại gọi hàm xuất mãn nữa hen. Một hàm viết để gọi lại nhiều lần mà dùng đi dùng lại hoài, cái này mà không dùng hàm là bó tay á các đồng chí. Rồi ví dụ bây giờ một người thôi nha, một 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 rồi à, danh sách bạn vừa nhập đây hen. Xong bây giờ đúng ra là chỗ này nên thêm gì để mình biết nè, chỗ hàm thêm này nè, bạn nhập thêm sinh viên để mình biết, chứ tự nhiên hiển lên chữ mã này hơi kỳ kỳ đúng không, cho nên khi lập trình vẹt xong 1.0 vẹt xong 1.1 tăng thêm cho nó đầy đủ ha. Rồi 222, rồi B, rồi lớp, giới tính. Rồi danh sách sinh viên sau khi thêm hai người nè, thấy không? Đó, vậy thôi. Cứ gà rị gà mọ, bây giờ xóa nè. Thêm rồi, thêm một sinh viên vào cuối danh sách rồi. Bây giờ tìm sinh viên có mã là x. Nếu tìm thấy, hãy xóa sinh viên đó khỏi danh sách. Khi xóa thì chỗ này nè, nãy cô nói đó, tự nhiên hiện lên chữ mã hơi kỳ kỳ, cho nên mình thêm vô. Rename. Nếp sao? Cho xuống dòng tí đã. Bạn hãy nhập thêm một sinh viên. À, để người ta biết chứ tự nhiên nó hiện lên cái gì trên đó cái hiện lên chữ mã hơi kỳ ha. Rồi. Và bây giờ mới xóa. À, hồi nãy là mình tìm tên, bây giờ là tìm mã là x. Mã sinh viên thì không có trùng nhau. Trong một cái trường á là mỗi người một cái mã, không có trùng tên nhau, không có trùng nhau, cho nên nếu tìm thấy thì xóa, còn không thấy thì thôi ha. Tìm sinh viên có mã là x, nếu tìm thấy thì xóa và không thấy thì thôi. Vậy thì xóa sinh viên, cô viết cái hàm void xóa sv mã mã x x do người dùng nhập vào trong cái mảng A đi ha, cho nó khác khác cái x đó. Rồi n người phẩy, bây giờ cái mã nó là chuỗi đúng không, bây giờ mã xóa đi, mã xóa nó là chuỗi cho nên chuỗi là mảng một chiều ha, mảng một chiều. Rồi bây giờ cô mới cho dòng lập for chạy.
Để cô tìm coi ha. For chạy in y bằng 0 cho đến y nhỏ hơn n y cộng. Nếu x y chấm mã, mã là chuỗi, thì mình có so sánh bằng bằng được không? Không, mà phải dùng hàm gì? Dùng hàm strcmb hoặc stricmb nếu muốn không phân biệt qua thường. Vậy thôi bây giờ mình không phân biệt qua thường đi. Stricmb để không phân biệt qua thường. Rồi mở ngoặc của hàm, trong này nó hai đối số. Đối số là x y chấm mã hen của cái mã của người thứ y, rồi phẩy. Đối số 2 là mã xóa. Nếu mà nó cái hàm này nó trả về số 0 bằng bằng 0 thì hai cái này bằng nhau ha. Hàm này nè, nếu cái chuỗi 1 chuỗi 2 nè, hàm STRICMB mà nó bằng bằng 0, hàm này trả về số nguyên hoặc là bằng 0 hoặc lớn 0 hoặc nhỏ hơn 0. Nếu nó bằng 0 thì hai chuỗi này bằng nhau. Thì cô xóa, thì xóa ha. Mà xóa thì sao? Xóa trong ảng thì sao nè nha. Ví dụ bây giờ mình dùng A này luôn đi, X này luôn đi cho đỡ bối rối nha. Vậy đây X thì với này X Y. Ôi thôi bây giờ rồi A đi. Nếu A thì đây A hen ha. Rồi A. Rồi bây giờ ví dụ như bây giờ cô muốn xóa phần tử, cô tìm thấy cái A3 này nè. A3 này nó có mã trùng với cái mã mà cô muốn xóa. Nếu mà cô xóa đây thì có phải là cô dời từ A4, bỏ cái phần tử A3 này cô dời từ đây đây, đúng không? Dời A4 dời lại đây. Đó. Cô dời chứ nè, dời. Dời đây. Đó, A4 lại A3. Ha. Tại vậy thì bây giờ thì chỗ này là A3, A4, A5, A6. Số phần tử nó còn có 7 thôi. Nghe. À, này là A3 nè. Này là A4 nè. Hen, vậy thì xóa, tức là cô muốn xóa cái chỗ A3 này nè. Vậy có phải là cô dời mấy này lại chỗ đó không? Cô dời ha, dời lại đây. Bây giờ thì cái phần tử này không dùng nữa, thực ra nó vẫn còn chứa A7 trong đó đó, nhưng mà mình không quan tâm. Hen, số phần tử cô bây giờ còn lại có 7 thôi. Chỗ này, chỗ này sẽ là A3, A4, A5, A6, dời lại đây. Vậy ở đây xóa nè. Vậy cô bắt đầu cô cho for in, à, mình ở ngoài mình dùng y rồi, bây giờ ri bằng y cho đến ri nhỏ hơn n trừ 1. Rồi ri tổng cộng. Tại sao cô dời sao nè nha. Nếu là cô bắt đầu cô cho A3 bằng A4 ha. Xong rồi A3 bằng A4, A4 bằng A5, A5 bằng A6, A6 bằng A7. Đó, vậy đó ha. Vậy thì cho nên này n trừ 1 hen. Rồi à, A ri bằng A ri cộng 1 dời xuống. Và cuối cùng hết rồi, hết cái dòng lặp này rồi, thì cô giảm n, n trừ trừ, xóa bớt mọi phần tử thì phải n trừ trừ. Phải nó xóa nhiều cái sao ta. Rồi xóa xong thì dời xong rồi cô n trừ trừ. Mà chỗ này phải truyền tam chiếu.
truyền tham chiếu với bà chỗ đó để nó lưu vào tham số thực với hàm men nè, chứ không thôi là trên đây giảm dưới này còn y nguyên ha. Nếu xóa chỗ này xóa thì mới giảm, còn không xóa là không giảm. Dòng lập trên đó là cô duyệt tất cả những phần tử của danh sách sinh viên, dòng lập dưới là cô dời, cô dời cho nên cô dòng ri từ y cho đến mới đầu là nó chạy tới đây nè ha, tới đây nè ha, bây giờ ri bằng y, cô viết nhầm đó, ri bằng y cho đến phần tử này thôi ha. Chỗ này nè, dòng lập dưới thì in ri bằng y cho đến nhỏ hơn n trừ một, tức là n trừ hai thôi, ari bằng ari cộng một đó, rồi chạy thử sai biết liền hen. Bây giờ thì không thêm nữa, xuất bản ra xong cho thằng này ghi chú đi, xuất bản xong nhập bản xong, bây giờ mình khai báo một cái biến mã xóa, nó là chuỗi, coi cái này mã nó bao nhiêu phần tử, 10 thì đây cũng 10, 10 rồi kêu người ta nhập vào mã muốn xóa, mã sinh viên muốn xóa, mã nó là nó là chuỗi không có khoảng trắng, xóa dùng điểm bàn phím trước đi, xóa dùng điểm bàn phím xong nó không có khoảng trắng cho nên scan F đi. Mặt tả của chuỗi là phần trăm S, nhập vào đâu, nhập vào mã xóa, địa chỉ của mã xóa, rồi bây giờ mới gọi hàm này hen, gọi truyền nó bao nhiêu tham số thôi nha, nè 1 2 3, a phẩy n phẩy mã xóa ha. Rồi xóa xong thì xuất sinh viên, xuất ra nữa coi còn hay không, xuất lại sau khi xóa hen, danh sách sinh viên sau khi xóa. Rồi đây là xóa, cái này là xóa nè hen, cái này là xuất danh sách sinh viên sau khi xóa, chạy. Rồi ví dụ như cô có 3 sinh viên thôi. À bây giờ mình coi thử coi mình xóa người nào 111. À thôi bỏ bỏ làm lại nha, chạy ba b sinh viên thứ ba C. Để tính. Rồi giờ nhập mã sinh viên muốn xóa, giả sử cô muốn xóa cái mã 222 thì đây nó chỉ còn 111 và 333 thôi hen, danh sách sinh viên sau khi xóa.
nè, 111, 222, 333. Danh sách sao chi xóa. Đây. Vậy lớp mình có hiểu chỗ xóa không? Xóa có nghĩa là dời. Dời đây nè. Bỏ thằng này đi, bỏ thằng màu vàng đi. Cho thằng Ari bằng Ari cộng 1. Ri chạy từ Y. Cô xóa ở vị trí Y bằng 3. Thì Ri bằng Y cho đến N trừ 1. Tức là tới 6 thôi. Ha. A3 bằng A4. A3 bằng A4, A4 bằng A5, A5 bằng A6, A6 bằng A7. Thằng này bỏ, thằng này vẫn còn A7 trong đó đó. Đó, hiên. Rồi đó là xóa thôi. Hết rồi.